mua với ta thùng siêu lướt 1.000 mấy trăm cây thôi. Số xe ghi đẹp 3978, biển số đeo cũng khá là đẹp 36644. Con này đã vô sẵn 4 món ăn chơi cho khách nha các bạn. Thùng lướt 1.000 mấy trăm cây thôi nên xe cực kỳ đẹp. Xin cho anh nhá, hold up, bảnh không gái bạn ơi, biển này đông cá là bảnh bơi, nhà hàng nguyên tháp bảnh bao, tự tin hold up, wow, bảnh chơi, yeah, mỗi em mềm nhà có phải hàng bông quê, anh bay bổng như học hàng không, hey, công việc anh đang tự làm chủ, nếu tình yêu đừng bắt anh phải làm công, tiền yêu làm gì thì hỏi chi đáp ý, nếu chú cảm thấy sợ vợ thì về nhà em xí kỳ, yêu thương thái làm cần đôi em chiếu, đi đừng quên với Ricky OTD. Xe này là Movista thùng 2022. Con này là siêu lướt, lướt 1.000 mấy trăm cây à, chưa qua 2.000 cây nữa. Số Sugi đeo thì đầu rất là cao, mà số Sugi đẹp luôn, 3978. Movista thùng hôm nay thì theo mình biết thôi nha, theo mình biết thì Movista thùng hôm nay nó đã đạt ngưỡng trên 600 triệu một xe. Cái đó là mình đang nói với trường hợp là xe gin, số gin nha các bạn. Xe mà dạng như mấy anh em cửa hàng hoặc là người ta nhập về, nói chung là đường chánh đạo á, là xe thùng chính ngạch rồi đó, thanh lý hải quan thùng chính ngạch á, thì nó đạt ngưỡng trên 600 triệu một xe. Có thể nói là 600, 620 mấy không chừng. Còn nếu mà rẻ hơn cái giá đó thì số CNC là số gì đó thì tùy cái lựa chọn của anh em mình chơi nha. Cái giá đó thì mình không biết, hoặc là những cái đó là những chén cơm người khác thì mình không có nói vô. Còn chỗ mình thì bán cho anh em thì cam kết bao là số gin 100%, 1 trên 1, chứ không có lưu bu gì hết. Thì giá xe thùng đạt ngưỡng trên 600, mà chiếc xe này nó chỉ lướt 1.000 mấy trăm cây, có sẵn 4 món rồi. Số CG 3978, số đẹp, biển số cũng khá là đẹp nữa, mà giá có 500 mấy thì quá rẻ, thì anh em cân nhắc ha. Suzuki 3978 thì cũng rất là cao, gần 4.000 rồi đó các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là biển số đeo cũng khá là đẹp, 66B236644, biển số rất là dễ nhớ nha bạn. Xe thì đã vô sẵn 4 món ăn chơi xịn của gia dách, còn lại là gin thùng nguyên siêu rất là đẹp. Thì về xe này là cửa hàng mình bán ra có bao quay đầu cho anh em chơi, anh em chơi thời gian trải nghiệm rồi người ta quay đầu lại cũng cà phê với cửa hàng rồi nữa, anh em sẽ có giá tốt chơi. Còn cửa hàng sẽ có một cái khâu gọi là kiểm tra vệ sinh thay nhớt máy đồ lại đầy đủ, xong có thay hai cái đĩa này để cho nó đẹp xe, vẫn là đĩa gin thùng của giấy dép thùng nha các bạn, tại vì giấy dép thùng thì bây giờ đồ thùng nó rất là nhiều, vấn đề là các bạn mua đồ gin hay đồ lỗ thôi. Còn mấy cái bong bong này là trời đang mưa lâm râm, anh em thông cảm nha. Còn mình về xử lý lại nó đẹp như xe thùng luôn, nhưng mà đồng hồ thì mình không có tua, mình vẫn để 1.000 mấy trăm cây bình thường cho khách, mình không có thay đổi đồng hồ. Đây, cái này là mưa lâm râm nha các bạn, đang mưa lâm râm nên có cái bông nước, anh em thông cảm nha. Còn xe thì full sổ sách hợp đầy đủ, nói chung là giấy khai xanh hợp đầy đủ, số gin. Còn giá bữa nay con này lên sàn thì là xe thùng quay đầu nên anh em có giá tốt để chơi. Cái thứ nhất, anh em đỡ tốn trước bạ được khoảng 12 triệu, tại vì cái xe này là xe thùng thì chủ cũ người ta đã đóng trước bạ 17 triệu mấy lần các bạn, tới các bạn thì trước bạ còn 6 triệu mấy, nó rẻ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xe đã có 4 món ăn chơi xịn và dắt khoảng trên 20 triệu nữa rồi, là cái thứ hai. Cái thứ ba là các bạn được một cái biển số khá là đẹp, 36644 là cái thứ ba. Nếu anh em ở Đồng Tháp thì xe nên giữ biển, còn anh em ở tỉnh khác thì cứ rút biển bấm số mới thôi. Còn ở Đồng Tháp mà xe thùng mà đeo được biển số đẹp thì hơi bị khó, cái này anh em biết rồi. Ở Đồng Tháp mà nhập một con hai thì vô là đã chua rồi. Cái xe này mà ở Đồng Tháp anh em nhập vô không bao giờ dưới 40 chai, khi anh em đập thùng mà không phải ai cũng nhập được đâu nha, cái đó mình nói trước. Còn xe này số Sugi nó đang đeo á, số Nimgo á, số Sugi đeo cũng rất là đẹp, Sugi là 3978. Nói chung là xe này gần như là hoàn hảo, đẹp toàn diện. Còn về cửa hàng thì có gớt áo ra, vệ sinh dầu, rửa dầu nhớt từ trong ra ngoài lại cho anh em khách. Ví dụ như là cái đĩa thắng này mình nói đó, có thay đĩa thắng. Ngoài ra là những chi tiết khác mình giữ nguyên, chỉ là rửa dầu thôi, không có làm gì vô, cũng không có can thiệp vô cục máy. Còn mình lên 4 món chơi thì thật ra cũng không có can thiệp vô cục máy, có nghĩa là không có phải chẻ máy đó các bạn.
Rồi con này thứ nhất là Mota Phùng 2021 xe đáp 21. Thật ra từ 2019 cho tới 22 là một đáp một rồi các bạn. Nhưng mà đăng ký sớm hay đăng ký muộn thôi. Còn cái cơ bản anh em nếu mà tính gia dách thùng của ta thì anh em căn cứ theo số series á, số series nó cao thấp, ví dụ như 01234 gì đó, rồi 11245, rồi 2456, 3567 thì cái đầu 3 với đầu 4 là đầu cao. Mà con này là 3978 thì series này là đầu cao rồi. Mình còn một con này với một con đầu 4989 nữa, nghĩa là còn mấy con nữa là hết luôn á. Mà gia dách thùng Mobita thì đã chính thức đạt series 5000 cách nay khoảng 2 tháng rồi các bạn. Nếu mà xe còn lại là chẳng qua anh em lái người ta dựa lại nên còn. Hoặc là những cái xe thùng siêu lướt như thế này nè. Tại vì khách này thì xe nó đẹp quá đó, khách người ta cũng cưng, ít chạy lắm, cũng cà phê không à. Còn kinh tế mà, ví dụ nhiều khi người ta cần tiền để người ta làm việc khác nên người ta mới tạm gác lại đam mê của người ta. Tạm gác lại đam mê người ta quay đầu lại cho cửa hàng. Thì bên mình thì bán xe thì luôn luôn có bao quay đầu cho khách mà, nên anh em quay đầu thì mình phải thu thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Cảm thấy hợp nhãn, hợp túi tiền liên hệ mình nha.